chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh đã đang có mặt ở ngoài Nha Trang nha mọi người. Và năm nay thì Quỳnh sẽ ăn Tết ở nhà bà Nhân vài ngày với là một số công chuyện ở ngoài Nha Trang này cho nó xong luôn. Và cái công chuyện của Quỳnh làm là cái gì thì ở những video tiếp theo Quỳnh sẽ bật mí nha. Và không nói nhiều, nói dông, nói dài nữa. Hôm nay thì sau bao nhiêu ngày bà Nhân bả đãi Quỳnh ăn uống, cho mẹ Quỳnh ăn uống, thì hôm nay Quỳnh sẽ đãi lại bà Nhân và cho gia đình bà Nhân ăn cua hoàng đế. Ăn thử lần đầu tiên được không bà Nhân? Nhưng mà hôm nay ăn cua hoàng đế không á thì nó hơi bị thiếu, cho nên mình sẽ làm một món, đó là món bún riêu cua hoàng đế. Bún riêu cua là ăn kiểu miền Nam, chị nấu kiểu miền Nam hả? Chị nấu kiểu miền Nam. Cho nên bây giờ thì mình sẽ đi mua, nhưng mà cũng phải cần tới sự trợ giúp của bà Nhân mới đến được cái nơi để mua nha mọi người. Bây giờ mà mọi người cùng đi chung với mình đi nha cả nhà. Let's go. Từ từ đeo đi nha. Chuẩn bị tư thế đâu đó. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Sẵn sàng là đi. Đeo khẩu trang rồi về đây y như ninja rồi á. Quên lấy cái rổ. Đi chợ mà không cầm rổ là chết. Cầm rổ đi chợ mà. Có mẹ, có rổ rồi. Có rổ rồi mà bác ơi. Có rồi, cầm rồi đi thôi. Đi kiểu ở dưới quê là có cái rổ vậy nha mọi người. Trên gì ở trên Quỳnh là toàn đi là bao ni lông. Bao ni lông thôi. Bao ni lông là chính. Đi kiểu chợ miền quê nó vậy đó mọi người. Nhưng mà thích nhẹ mà. Chưa. Là chợ này chưa lớn giống Nha Trang mọi người. Chưa, chợ đây chợ bình thường. Bán trái cây với bán bông là thấy mê rồi đó. Quá đảo. Rồi hôm nay là 28 Tết nha mọi người, 28 Tết. Khi mà Quỳnh với bà Nhân gửi xe xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chợ nha mọi người. Hôm nay thì Quỳnh cũng đi cái chợ này lần đầu tiên. Chợ quê Nha Trang. Chợ, đây là chợ gọi là chợ Bình Tân. Chợ Bình Tân. Ôi, đó là mệt chưa? Cục men ha. Nó to ha. Ở đây là đi vùng dọc đường á là toàn là hải sản thôi á chị. Vậy hả? Dọc đường hải sản thôi. Chị đi là chút với chị mê nữa. Vậy hả? Giờ mình tranh thủ mình đi để không là chợ Tết tao bán hết đồ mày ngờ. Chị biết con này không? Chị biết con này là con gì không? Con rú. Con rú này đổ bánh căn ngon cực kỳ. Con rú nha mọi người. Ăn bánh căn ngon lắm á chị. Thôi bây giờ mình đi tranh thủ đi Nhân ơi. Dạ. Tranh thủ nha mọi người, chợ Tết này cũng đông á. Ăn đây nha mọi người. Vô thôi. Vô mọi người ơi. Dạ con ăn mì Quảng. Dạ. Đây nè cả nhà. Đó, nồi bún riêu ngon chưa? Cái nồi nước lèo. Đây nè, tới công chuyện luôn. Bố con cho con view nhiều nha cô nha. Cái này là bún chả cá của con này bản thân dạ. Dạ. Đây. Đây. Bún chả cá thu nha. Đây chị Quỳnh. Mắm lên vô nè mọi người. Rồi một con mì Quảng đây. Dạ của con bỏ riêu nhiều. Mắm bỏ vô đó hay gì? Dạ bỏ vô, đúng rồi. Trời ơi. Con ăn cái bún hay là mì? Con bún luôn, bún riêu luôn, bún riêu mà bỏ riêu nhiều. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Dạ đúng rồi em á chị. Chứ là chị Quỳnh Trần. Dạ. Nè, miếng ớt. Của em làm ăn gì Nhân? Em ăn bún riêu. Bún riêu. Mắm tôm nha. Mắm tôm. Mắm ngọt ha. Có cái muỗng. Mắm ngọt. Mắm ngọt đây ta làm đặc đặc ngon nha. Nhức nách chưa, nhức nách chưa. Quá nhức nước mắm nữa cho mặn mặn nữa. Phê luôn. Phê cô đơn luôn. Ăn xong mà phê hết cô đơn luôn. Trời ơi, nhìn cái mâm chả cá này nè mọi người, nhức nách chưa nè. Chả cá thu nha mọi người đó. Chả này chả cá thu ơi, chả cá thập cẩm cô. Chả cá nhồng. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon dĩa rau luôn. Bây giờ mình bỏ rau vô nha. Rau ở đây thì người ta bỏ củ này. Giá với em cũng như rau luôn, bỏ rau vô luôn, trộn đều lên, từ từ nhúc nách luôn, rồi
chào chị nha, mời mọi người nha. Rửa cái nón này giải cứu cái đầu. Ủa, ngon nhân. Ngon ngon. Không phải cho cái tôi đi, cái nhồng á. Cái nhồng. Cái nhỏ nó mỗi nhồng nhồng đó. Ừ. Nói chung ở ngoài Nha Trang này có nhiều món mà ăn cũng ngon. Bánh cá là em nướng là cái gì cũng bình dân. Giá thì bình dân. Dễ à. Rồi, ok đẹp luôn. Rồi. Trời ơi. Trời ơi, bé cà chua mới vô đó kìa. Trời ơi, bé cà chua đây nè. Nè 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 nè, bé cà chua nó chạy. Thì bé cà chua thấy thương nó cả nhà, bé thêm bập nó. Vô trời. Trời ơi, bé không lời con biếu nữa. Không sao, không sao hả? Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Lấy cho con cái này 3 miếng nào về em gọi nhá. Ờ. Dạ, em cảm ơn bên đó nha. Dạ, đi về. Bỏ cục quạt cho Quỳnh đi. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ. Cô đợi dạ quay video thôi, dạ quay video thôi, dạ. Từ từ. Dạ con đưa cô đi, cô đi không? Đi nha, con đi, cô đi đi nha. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ dạ. Cái này là thịt mình nấu ấy rồi chị chặt vừa vừa ăn nha chị nha. Ừ. Cảm ơn nha cô. Cô nha. Cảm ơn chị nha. Rồi 101 nè em gửi chị dạ. Dạ. Rồi mua được một bịch xương nha mọi người, xương heo để về hầm nha. Chị... với lại hồi nãy thấy bà kia đi chợ bán rau cà chua rẻ quá, mua luôn nè mọi người. Cà chua luôn. Mua cà chua luôn. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp. Nó mua riêu cũng đổi nha cô. Chăm đi. Rồi con gửi cô rồi. Đây rồi. 20 dính vào 10.000 này. Rồi bịch thịt đây. Ủa đưa thịt chưa? Đây, bịch thịt đây. À bịch thịt đây. Bịch thịt đây, bỏ thịt vô. Rồi bịch thịt luôn. Cái nè, rồi ok. Xương ở dưới nha. Rồi xương. Trời ơi. Dạ mới quay hiện đại. Rồi ok đi. Cô sẽ được lên YouTube. Rồi con cảm ơn cô nha cô. Giờ bây giờ chị mua rau gì? Mua rau tầm lum thập cẩm nha em. Ăn bún riêu á chị. Ăn bún riêu đó chị. Ngò nè. À, chị ơi trời đây. Rau thơm quá trời luôn, rau thơm quá trời mọi người. Về đây là chỉ thích rau là rau ba rau thơm thôi. Dạ, hai cái cây xà lách này luôn đó chị, hai cây xà lách luôn cưng rồi ok cưng hai cây xà lách này luôn nè, lách nè lấy thêm hai cái luôn. Hành nữa chị ơi, mới hành nữa nha. Chị có rau ngò gai không? Ngò gai có rau ngò gai nha, ngò gai ở ngoài chị có, lấy mới hành nữa nha chị, hành nè, hành lá. Đi chợ nào chỉ thích đi chợ Tết, trước Tết là vui mọi người. Miếng nữa. Lấy thêm miếng nữa đó chị. Rồi ok ok. Rồi bao nhiêu tiền? Nhiêu tiền đó chị? Để tính đây, để ba tính nè. À chanh nữa hả? Chanh nó không ra nó ra cái. Mấy ký đó là du cầm mấy ký chắc ở đây nè. Cái tuần này là tuần gì chú? Cực 2 da, 1 tuần 7 phần đó. Mọi người có 1 ký không mấy người? Trời ơi, nguyên 1 ký con cũng lượng. Con này có nhiêu ký chú? Con này con 3 ký không? Con này khoảng 3 ký hả? Ừ. Lượng 2 không? Có 3 trăm 2 con. Lấy nhiều đó, lấy biết là nó căng. Ở đâu không hết, tuần này do mình dành nhau á. Mua gì em? Bịch này là 190 thôi. Không có giữ đâu. Cho nặng yên tâm. Rồi bỏ con nhỏ đủ này chưa? Con này nè. Đó, con này quá nặng. 21 rồi. Bây giờ. Không chưa, đúng luôn. Con này chưa, con này yếu luôn. Nè. Lấy cái con. Đây đây 21 đủ chi nè, con to lại rồi đúng không? Rồi ok, đẹp trai. Ừ. Cảm ơn chú nha.
được người bán đúng hàng luôn, con đừng lo, yên tâm đi. Chú có cái nước rửa tay không chú? Chú ơi, gì mai bán nữa không? Đó không, mai bán buổi sáng nữa, chiều nghỉ Tết rồi. Rồi mai chạy 200. Rồi gửi tiền nè chú ơi, 340 ha. Bây giờ con gửi chú có thấy quay thấy chú này không? 340 thôi 200. Nè 300, 503 nè. 54 thôi 200 rồi ok. Rồi đủ luôn nè. Rồi tới 200. Đó, thấy 200. Bây giờ thì Tết Công Đại là mình chuẩn bị đồ trước khi mà mình nấu. Nấu nha mọi người, trời nó cục hoa trời. Chú Quỳnh ơi. Hồi nãy á, nãy chị cầm tiền, em đưa tiền cho chị cầm bỏ túi, chị đưa lại cho em chưa? Chưa. Hồi nãy đưa chị 500 á, chị đưa lại cho em chưa? Đúng rồi. 500 em đưa chị mua hàng chẳng nhớ hả? Em đưa cho chị cái hàng mà em bông đó. Thì như chị đưa lại cho em là xong nãy mới vậy chứ mới đưa lại cho em đó phải hả? Không phải, 500 là khác, cái tờ 500 khác, còn cái này là nãy chị mua ấy là riêng khác. Chị quên rồi Quỳnh. Bà xạo lấy có 50 ngàn, 50 ngàn. Thi đúng không Thi? Đúng rồi. Đưa 500 ngàn. 500 ngàn con cũng thấy mà. Đất cực luôn rồi, đất cực rồi cả nhà. Dẫn quá đi, đất cực luôn rồi. Đưa có 50 lấy 500. Hết đất cực chưa? Hết đất cực rồi đó, cái đất cực luôn rồi đúng không? Cải là hết đất cực rồi à? Hết đất cực rồi. Cải là hết đất cực luôn rồi cả nhà. Mấy chị bắt đầu trước phải cho cả nhà tiệc lộ với cả nhà nghe. Mâm bún nồ bún riêu mà cả nhà biết không, nồ bún riêu mà ai tin trên đời nồi bún riêu mà gì? 12 triệu. 12 triệu. Rồi chú biết tại sao nó 12 triệu rồi phải coi cái đoạn sau nữa. Khiên bây giờ đi nấu nước lèo nha cả nhà. Nấu nước lèo nha mọi người. À, hai chị em mà cái nồi này là nồi gì không? Nồi nghiêng thủy, nghiêng sơn. Rồi nguyên sơn nguyên thủy. Cái đồ thì nghiêng sơn. Rồi. Thời ba đi ông của trường 80 vẫn dùng cái nồi này nha cả nhà. Thì cái nồi nước hôm nay Quỳnh nấu ở đây tổng cộng là 8 lít nước cho cả nhà đại gia đình ăn. Thì cái thịt ở đây nhân hồi nãy cũng đã trụng sơ qua nước sôi rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vào mình nấu luôn, không cần để nước sôi nữa nha. Bây giờ mình bỏ vô luôn hả chị ha? Bỏ thịt vô. Ở đây là tổng cộng là hình như là 3 ký thịt thôi chị. Tổng kể là cũng phải 3 ký mấy á cả nhà. 3 ký mấy nha mọi người. Thì bây giờ nước là mình nấu khoảng mấy lít vậy chị? 8 lít. 8 lít nước. Rồi, trời okay, ơi, tới công chuyện. Tới công chuyện vô luôn nha. À, cái này là gọi là siêu to Quỳnh, siêu to khủng lồ luôn nha cả nhà. Đây chở chiếc đồ. Rồi, ok. Đó, nó cứ dính thêm mấy cọng ngò, chẩm chẩm thơm thơm cũng được. Chị Quỳnh ơi! Ơi! Chị làm gì đứng đó nãy giờ vậy chị Quỳnh? Đây chị cho em gói này. Cái gì vậy? Chị đứng nãy giờ nãy giờ chị là đừng có bắn tay nha cha. Từ bữa mà chị qua nhà em đến giờ chị mang cái buồn chuối nhà em. Đây! Sao? Rồi bây giờ là cho chú sao? Bây giờ lại làm sao làm? Em làm sao làm để hôm nay chị hái được buồn chuối đó. Chị sẽ nấu một cái nồi bún riêu để đãi em. Ok không? Trời ơi, tối tâm chị nó đặt ở buồn nhà em. Thì giờ em làm sao làm gì nãy bởi vậy chứ? Đâu rồi. Em sẽ tới công chuyện với chị vì chị em sẽ thương lượng với bà hàng xóm. Đi về đây em. Đây. Đứng ở góc kia nhìn. Thì bây giờ chị có thể cho em xin cái buồn chuối này. Vậy em sẽ gửi tiền cái cây chuối luôn cho chị. Trời không gửi chị tiền gì hết á. Đúng không? Hàng xóm láng giềng thì cho em á. Trời ơi, ở dưới quê nhiều chồng quá mọi người. Hàng xóm láng giềng cho luôn. Chị đâu có biết bán đâu nha, chị cứ ra buồn, ra nhảnh là cứ cho mỗi người. Vậy hả? Vậy hả chị? Vậy bây giờ chị cho cái buồn này đi. Rồi Tết cho em cả hai buồn luôn. Trời ơi, cho hai buồn. Tới luôn chị. Em cho luôn chị lên. Em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị nha. Vì tình nghiệp ăn uống của em mà nhân nó phải vất vả như vậy. Không, vậy chị này. Rồi cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha. Em đưa hái rổ. Em lấy rổ nha. Bây giờ em vô lấy rổ nha chị. Em hái nhiệt tình lắm. Cho hái 2 cây luôn. Ủa mà giờ em hái bắp chuối là phải hái luôn cây hay sao chị? Hái cây luôn. Ủa Nhân hái bắp chuối là hái luôn cây em ơi. Vậy hả? Ờ thì phải chặt nguyên cây. À là phải chặt nguyên cây hả chị? Chặt. À. Cây đó làm gì đâu. Dạ. Vậy gì là mình chị đứng lên sao chị hái cái buồn đó giờ? Cái buồn nó keo nè, cả nhà nhìn nè. Cái buồn chuối nó rất là keo nha cả nhà. Rồi bây giờ mình phải vô lấy rổ nha. Chặt cái nha, bà chủ có dẫn đi chặt luôn. Bà chủ có dẫn đi chặt luôn. Bà chủ có dẫn đi chặt luôn. Chị thấy buồn này ở ngoài nè. Buồn này đây rồi, ở ngoài đây. Nhưng mà nó dướng cộng dây điện nó hơi nguy hiểm không? Không có sao. Không sao hả chị? Chị chặt. Ôi ơi, đã quá mừng hình ơi. Trời ơi, tội nghiệp bà, chị của tôi và chị hàng xóm của tôi. Mình không có cái ghế hả? Chú là phải cột vậy hay sao chị? Rồi bên ok.
Đây em chống nha, chị chặt nha. Từ cái này mình đứng. Dạ em cũng như vậy. Em phụ gì em vậy? Đợi ha. Đỡ nè, đỡ em đỡ. Đỡ nha, đỡ đi em chặt chị đỡ ha, rồi chặt bao chị em đi. Cái nào đâu chặt ra. Rồi chặt cái đây ha. Rồi chặt nha. Tới công chuyện luôn nha cái nhà. Trời ơi tao nói. Muốn chặt. Muốn chặt đâu rồi giờ muốn dao. Lần đầu tiên 37 cái nào bánh chưng hôm nay tôi mới đi chặt cái chuối. Thôi mày chặt. Mẹ ha chị ha. Rồi. Chị ơi. Thôi chặt dưới là nó mấy, chặt trên đi, chặt trên đi, chặt trên này, chặt trên này. Chặt tóc xuống mới em mình. Không, chặt chơi đi, chặt chơi đi, dưới là nó nát cái cây dưới. Vậy bên đây nha. Chặt luôn ngoài á. Rồi, 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 ok, 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 ra ra. Cô ra cho mấy chặt nè. Chặt cây trái. Chặt cây trái đúng không? Rồi, cô ra đi cho con bé. Chặt cây trái nha. Ê. Chặt mạnh chứ. Chặt mạnh lên hả? Ừ. Trời ơi, phụ nữ chỉ được như thế sao cô? Phụ nữ mà. Chừng nói là vườn vườn cây cảnh, cây trái. Được chưa? Quá. Cái cho nó. Cái đó hả? Wow, quá dữ luôn. Cái dao này rất là nhiệt tình nha cả nhà. Kiểu là tới công chuyện như vậy đó luôn rồi đó. Mấy cái lá
bởi hôm nay đồ mình tinh cho nên mình ăn tiết kiệm nha mọi người. Mình ăn tiết kiệm nha. Bỏ mấy cái này chút nữa mình làm cái gì? Mấy cái này mình bỏ thôi nha. Bỏ hả? Ừ. Rồi bây giờ thì mình cắt cho nó nhanh nè. Bây giờ mình rửa sơ cho nó đỡ bụi nha mọi người. Rửa sơ, rửa sơ nha. Ừ. Rồi mình rửa bắt đầu từ cái nắp mình đi ha. Nhưng mà sao đó đảo quá mình nhìn quá. Sao nhưng mà nó già không, vậy bắp này già không, già mình ăn cái này không có già, ăn cái này được hả? Vậy cái này cũng được luôn hả? Còn nắng nữa thôi. Chứ em tưởng đâu là mình lột vô tới bỏ nó màu trắng của mình mới được ăn. Hồi xưa thì hả người ta nhỏ màu trắng đúng không, mà giờ nè thời buổi kinh tế khó khăn cái nào cũng nuốt vậy hả? Cái nào cũng nuốt hết. Nhìn bào là mình ăn hả, mình rửa lại đó, còn không là cái này là mình bào luôn nha. Nhà em đằng sau còn miếng đất nè, tranh thủ trồng một số loại cam trái đi em. Giờ năm xem về là ta nói lúc đó tha hồ ăn. Ừ đúng rồi. Lúc đó cũng mê luôn. Rồi bây giờ mình cho chanh vô nha mọi người. Chanh này chủ yếu là để cho nó không có bị đen cái phần bắp chuối, mình cắt thành bào ra nha. Nhiều cũng được. Rồi, rồi rửa sạch sẽ rồi, bà Nhân tắt giùm nước được không nha. Ok. Rồi. Rồi thì bắp chuối này thì Quỳnh không biết ở nhà Nhân ăn sao, nhưng mà ở nhà Quỳnh thì Quỳnh ăn. Chị làm thêm cái kiểu phong cách của chị đi, hôm nay để cho em với gia đình em thử luôn trải nghiệm. Cái thường thường là ở nhà Quỳnh là có dao bào là bào nha mọi người. Còn ở đây là mình chơi là chơi dao nha. Đó. Có dao bào mà chị Quỳnh. Có dao bào nhưng mà mình phải gấp lại, mình bỏ cái phần ấy nó. Nhưng mà chị dày quá, cái này là dày quá không? Không, không có dày. Vừa không dưới nè. Nặng chanh nữa, nặng vô nữa. Em thấy nó đen thì em nặng thêm nhiều nó cũng được. Nặng. Ê qua không con. Cắt cho nha. Thêm chanh vô cho nó không có bị đen nhé mình. Chị Quỳnh ơi. Trời ơi cái này nó màu trắng như thế này nè. Cái này khúc này phần này chắc ăn ngon nhất rồi đúng không chị Quỳnh? Đúng rồi. Trắng như thế này nè. Cái phần này là ngon nhất, là nó là non nhất luôn em. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà khúc đầu mình không mình cắt gì cho nó tiện chứ. Vậy hả chị? Ừ. Ăn cái phần này là gọi là tét cái nắp nè. Đúng. Đúng chưa? Đúng. Trời ơi, cắt ra đây. Đúng rồi. Ôi, nó không đen luôn chị Quỳnh ha. 37 nè, bánh chưng mới đi cắt được cái chuối. Trời ơi, em lần đầu cũng vậy luôn á chị Quỳnh ơi. Bà Nhân là lần đầu. Em lần đầu chứ. Vậy luôn hả? Bây giờ cái phần này thì cắt ra xong rồi mình nhúng nước á, mình lựa mấy cái bắp chuối non non ra nha mọi người. Nó nổi lên nước á, chúng mình vớt ra, nó dễ nè. Mà lần đầu Nhân cũng mới biết được là một điều gì không, cả nhà chị Quỳnh vậy nói á. Chuối nó chỉ sẽ mọc có một lần thôi. Ừ. Đúng không chị Quỳnh? Nó ra buồng chuối là mình phải cắt cây chuối đó mình ăn, là mình bỏ luôn cái cây đó luôn. Ờ. Nó lên cây con. Chị chuyên về cây nên ẩm thực về cây nên Nhân biết được có mua. Nhân nghe chị nói Nhân mới biết được, khám phá được rồi, một điều okay. Rồi nó ra bớt nhựa. Ngâm còn bao nhiêu phút chị? Thì này em ngâm khoảng 15-20 phút để em xả nước, rồi bắt đầu em chở cho nó bớt ra ha, bớt cái mủ là bắt đầu nó hết đen là ok, là mình có thể ăn ha. Ok, ok. Thì cả nhà ơi, cái phần mắc mỏ nhất ở trong cái món này á, là cái phần quan trọng nhất, mắc nhất là khiến cái nồi bún riêu gọi là nồi bún riêu đặc biệt của hạng thương gia ăn. Hàng thương gia mới làm gì mà ăn cho mấy ba vậy mọi người. Tào lao hết sức. Thì bây giờ tại sao nó là hạng thương gia thì đây, dở ra cho mọi người. Đây Quỳnh, đây đây em dở luôn, hai chị em mình cùng dở. Rồi, vô. Ok rồi, dở ra nha. Đây đây mình ơi. Đây. Ôi giời ơi, đây nha Trang mà còn có hạng thương gia nha cả nhà. Đây mọi người ơi. Đó, đây. Quay đây nè, quay đây nè. Đây có ánh sáng mặt trời mọi người đó. Đây con cua hoàng đế nó còn nhúc nhích nha mọi người. Chị Quỳnh, cái này nó mã số thuế của nó rồi chị Quỳnh. Mã số thuế luôn mọi người. Mẹ sinh thế. Cái này ngày tháng năm sinh của nó em. Ngày tháng năm sinh nè. Biết không? À biết biết. À, biết không? À. Ngày sinh nhật của nó đó. Sinh nhật ngày đó. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày 28. Trời ơi. Hôm nay là coi như là ngày đám giỗ. Năm sau. Năm 28 Tết thì em được. Hôm nay 28 Tết. Trời ơi, ai cũng biết. Nhưng mà bây giờ mọi người ơi, giờ mua về để cho cả nhà mà Nhân thưởng thức chi đầy đãi luôn nha mọi người. Nãy giờ là nó dẫn chơi chơi vui vui nha mọi người. Đây bây giờ mình phải chà rửa nó nha cả nhà. Ok, chà rửa rồi mình bỏ vô nào mình nấu luôn nha. À rồi mình bỏ vô cái nồi súp kia luôn rồi. Con này thì là nhiêu ký bà Nhân? Quay cho mọi người xem nè bà Nhân. 3 ký mấy? Rồi quay lên. Đâu? Bà Nhân quay lên. Trời đứa gà lắm mọi người. Quay lên. À 3 ký mấy nha mọi người. Đây, 3 ký mấy nha. Đó. Bây giờ rồi, bây giờ chị bỏ con cua hoàng đế vô đi chị Quỳnh. Ok, phải lật lại ngược lại nha. Ok. Rồi, lật lại. Ô, cua chuột hai chân. Thì cái con cua này Quỳnh với bà Nhân cũng mới đem đi chà rửa nha mọi người, khỏi ra chà.
bỏ vô để mình cho nó ngọt nước nha. Rồi bà Nhân để xuống đây. Rồi bà Nhân một tay một bên. Ba chị bỏ luôn đi, chị bỏ chung vô, chị cầm chị bỏ đúng không? Hay là phải em cầm đây? Đúng ha. Ừ, mình chị luôn đi, mình chị luôn. Chỉ là hai chị em phải chia sẻ với nhau. Vô. Rồi vô luôn nha mọi người. Rồi vô luôn nè. Rồi ok. Vô. Vô. Rồi ok. Nó vô luôn. Rồi. Ok. Trời nó vô nó y cái nồi gian cái nồi luôn mọi người. Đúng là nồi nó bánh chưng. Rồi đi nha em. Ok ok. Rồi. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại nha. Ok. Rồi giờ chờ chín thôi nha mọi người. Để đi đàn một chút nó chín ra mở cho mọi người xem nha. Thì mọi người ơi, sau khi mà Quỳnh nấu cái nồi cua nãy giờ và nó hết than hết củi phải đi mua, bởi vì hôm nay là gần cuối Tết cho nên đi mua than củi lâu quá cho nên bây giờ nó mới nấu xong đó. Thì bây giờ cái cua thì nó cũng đã chín rồi mọi người, Quỳnh hầm là cho nó rụt á. Bây giờ bắt đầu mình vớt ra để mà mình bắt đầu chuyển sang cái nồi mới để mà mình nấu nha mọi người. Bây giờ rớt cua đây nha. Chín rồi đây em, chín rồi nè. Được không? Thơm lừng không em ơi? Chưa thơm chưa? Thơm quá thơm non. Đó, mọi người nè. Ok. Rồi chị gọi lại chiên ra nha. Ừ. Rồi ra nha mọi người ơi. Đây. Ôi ôi. Trời ơi nhức nách kìa mọi người. Ôi ôi, nóng hổi luôn rồi. Lấy cái dĩa giùm chị nha Nhân ơi. Trời khoan nha em ơi. Ok. Ok. Chị Nhi ngược nó lại không? Wow. Ngược lại không? Hay để gì đi. Rồi. Bây giờ chút mình chiên lên mâm cho đẹp nha. Rồi ok. Bắt đầu sang nồi luôn nha. Đây, bưng vô. Quá ngon, quá hấp dẫn luôn mọi người. Trời ơi. À, cả nhà ơi thì chị Quỳnh á, chị tính dự tính là làm cái chả cua hả? Chả cua, cua nhưng cua. Mà đi mua không có mà không có cua, hết cua chứ không phải không có mà vậy đi nó hơi muộn, cái cua người ta mua nhiều quá nha. Hết cua đồng mà ở ngoài em thì nó cũng hơi hiếm như cái cua đồng ấy. Cái đường, dùng cái biển mọi người, dùng biển á cho nên là nó cũng hiếm cua đồng mọi người. Cho nên hôm nay thì Quỳnh nấu bún riêu cua theo kiểu là miền Nam, nhưng mà cái phần chả cua thì theo kiểu là miền Nha Trang thì dân làm cái chả cua theo kiểu Nha Trang. Để Quỳnh ăn thử coi như thế nào. Thì bây giờ cua ở đây á, ở lộn thịt ba chỉ xay nhuyễn ở đây á, thì đây ở đây là 1 kg nửa đâu 7 lạng ha, 8 lạng gì đó. Mua xay liền ở ngoài tiệm luôn. Đúng rồi. Là chứ không có mua sẵn nha cả nhà. Đây, còn đây là tôm khô mà mình xay nhuyễn ra nha, tôm khô. Rồi mình cho vô đây là 1 lạng tôm khô nè. Đó, tôm khô mình cho càng nhiều á càng ngon chị, càng nhiều càng ngon. Thay vì là mình cho gạch cua hay gạch tôm thì mình cho thẳng cái tôm khô mà mình ngâm nước rồi mình xay nhuyễn nha mọi người. Đó rất là ngon. Chị Quỳnh nhìn quá trình làm rồi đúng không? Đó. Còn cái này là con ruốc phơi khô mà cả nhà nhớ ăn nha. Cái rồi này mình ăn ruốc màu trắng nó ngon hơn cái ruốc màu cam. Nếu mà mình pha thì mình dễ tỉ, như mình mua cái này trong này 2 lạng thì Nhân mua là 1.5 lạng là ruốc màu trắng. Còn cái 50g là nước màu cam để cho cam. Nó lên màu. Lên màu thôi. Lên màu. Rồi bắt đầu Nhân cho vô luôn nha. Đây 2 lạng nha cả nhà. Hôm nay ăn theo cái loại kiểu này là không biết là chất lượng như thế nào nha mọi người, nhưng mà thấy bỏ vô giờ thấy là chất lượng rồi đó. Dạ. Mà không biết cái vị như thế nào. Thì thử nha. Phải thử đánh giá thiệt lòng nha. Đánh giá thiệt lòng. Dạ. Nhưng mà hầu như là bà Nhân cái cách pha gia vị của bà với cách pha gia vị của mình ăn tương đối nha, mình giống nhau. Vậy là em vui rồi. Chị nói vậy là em vui rồi. Đây nha, hành. Cái đầu hành nha cả nhà. Cắt mỏng. Cho vô luôn. Ôi cái này đầy luôn. Nhấp nắp luôn nha. Đầy luôn. Cái này thì bắt đầu là còn dư ra này cả nhà. Thì nhiều quá nhưng để ra bên nha cả nhà. Mình cho cái lượng một canh chừng. Nhưng mình thấy chơi theo hệ tâm linh. Đó, đây là trứng vịt. Về đây là phải ăn trứng vịt, làm mấy cái này phải có trứng vịt nó mới ngon chị Quỳnh. Vậy hả? Hồi sáng là chị đang thắc mắc là sao em không mua trứng gà bỏ trứng vịt đó nha. À tại chị biết sao không? Về Việt Nam mình á, có trứng vịt làm mấy cái này nó ngon ghê lắm. Vậy hả? Ừ, em làm mấy cái này mà bên Nhật á không có trứng vịt em cũng tiếc á phụ. À vậy hả? Ừ, làm ăn trứng vịt nó ngon hơn trứng gà. Đúng rồi, đúng. Ô, nó ngon hơn thôi nè. Rồi. Rồi, bỏ lên. Quậy lên. Trộn lên. To. Siêu to khổng lồ luôn cả nhà. Cái tô hồi nãy nó to quá chị đổi qua nha cả nhà, bởi vì cái nồi này mới chứa nổi chứ cái tô nó nhỏ quá. Rồi bắt đầu á thì bây giờ Nhân cho hết nguyên liệu vô rồi thì bắt đầu Nhân nêm gia vị. Thì cái đây là màu điều thì Nhân cho màu điều vào đây, Nhân cho vào đây 3 muỗng ăn cơm bột một nước màu điều nha. Đó, lên màu đẹp lắm chị ơi. Cho nhiều chút xíu cho nên màu đẹp Nhân ơi. Không sao đâu. 3 muỗng ha, 4 muỗng ha. 4 muỗng đi cho ok. Quá ngon. Rồi bắt đầu bắt đầu em sẽ cho vào đây hạt nêm nè chị Quỳnh. Hạt nêm nè. Hạt nêm vào đây em sẽ cho khoảng 10 muỗng hạt nêm. 1 Ok. Nước mắm em sẽ cho vào đây khoảng 3 muỗng nước mắm thôi. Rồi.
thêm ít bột ngọt, miếng xíu xíu bột ngọt. Đường, đường khoảng 4 muỗng. Rồi ok. Giờ muốn tiêu nha cả nhà, cái này phải có tiêu nó mới thơm nha cả nhà. Tiêu là bắt đầu là mua gói Việt Nam mình là mua gói gì 2.000 nè. Đó, ăn tiêu cỡ nào cho theo cỡ đó. Vừa vừa cho mấy đứa nhỏ nó ăn nha. Rồi ok, ok, rồi ok, em trộn lên. Trời ơi thơm nha, màu đẹp ha, màu đẹp ha. Nhức nách luôn. Rồi bây giờ là quết mở vô trong đó. Giờ quết mở vô đó ha. Thì mọi người ơi, cái nồi cua Hoàng Đế mà sau khi mà Quỳnh vớt ra xong á, Quỳnh chuyển qua bánh cái nồi nhỏ, bây giờ Quỳnh sẽ cho cái cục gia vị vào nha. Ở đây hồi nãy Quỳnh cho là tắm nước nước thôi nha. Cái nào hả? Cái đó hả chị? 8 lít á, 8 lít nước luôn á. 8-9 lít nước mọi người, bây giờ Quỳnh sẽ cho cái cục gia vị vào từ từ để cho cục gia vị nó tan ra. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái thịt giả cua mà hồi nãy bà Nhân bả cái đó gọi là riêu quê, cái đó gọi là riêu cua nha mọi người. Thì sau đó mình sẽ cho vô để cho cái vị của cái cục riêu cua nó đậm đà hơn nha. Thì mọi người ơi, trước khi mà bỏ cái riêu cua mà giả cua vô thì mình cho bạch tuộc vô trước nha. Hồi nãy mình quên phải bỏ cái này vô trước á. Thì chút mình vớt ra, còn riêu cua nó nổi lần bền nó sẽ có những cái sợi nhỏ nhỏ, nó nhìn là nó dính lên trên bạch tuộc thì nhìn bạch tuộc nó không có ngon lúc mà mình ăn á mọi người. Cho nên mình sẽ cho cái phần bạch tuộc vào trước lúc này để cho bạch tuộc nó chín nha. Mọi người ơi, nãy giờ bạch tuộc thì nó cũng được, còn nào bây giờ mình sẽ vớt bạch tuộc ra nha. Rồi đã cho mọi người. Đó vớt ra. Đây. Trời ơi nhức nách luôn mọi người ơi. Đây. Quá đã luôn. Rồi. Mình sẽ vớt ra từ từ nha. Trời ơi con nào con nấy nhức nách mọi người ơi. Wow. Cũng ra hết ba cái nước nha. Rồi đây. Chị Quỳnh ơi, cái đồ này xong luôn rồi nè chị Quỳnh ơi. Bây giờ mình bỏ vô luôn ha. Dạ chị bỏ trời vô ơi, luôn. Hôm nay là bà Nhân bả sẽ cho Quỳnh ăn theo kiểu này, nhưng mà bây giờ mình dính sao Nhân? Dính nè. Em á thì em thì tay chị có ngại tay bẩn không? Không không làm em. Em là gì? Ừ. Sao, em dính gì nè? À, là dính như là kiểu mình dính bò viên đúng không? À dính bò viên đó chị. À, mà mình dính theo kiểu bò viên nha mọi người. Đúng rồi, kiểu như là thường đeo qua tay, nhưng mà em làm mấy cái này em cũng đeo qua tay cho lắm rồi, nếu mà mọi người sợ sạch á. Kỹ thì đeo qua tay nha cả nhà ơi. Chứ mà không đừng nói Nhân dơ tội nghiệp nha. Rồi ok, làm chút là anh nó nổi là mình đúng nhớ rồi, đúng rồi đúng rồi à, mình làm theo kiểu giống như giò sống ha. Đúng rồi đó. Rồi ok, đang tròn lại cục ở nhau vậy á chị Quỳnh. Rồi mọi người ơi, cái nồi riêu cua mà nãy giờ bà Nhân có làm thì hôm nay ăn theo cách miền Trung Nha Trang, là cái phần riêu cua nó nổi cục cục y như là mình dắt cái bò viên nha. Bây giờ mình sẽ nêm nếm tài tử coi cái vị nó vừa chưa nha mọi người. Mình thấy cái vị nó hơi mặn, mình sẽ nêm nếm lại chút xíu nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây làm chút xíu đường nha. Đây. Cho vào chút xíu đường để mình dằn đó nha. Không biết bà Nhân có chịu ăn theo kiểu ra miền Nam của Quỳnh hơi không chị? Riêng chị là nấu ăn thì nó hơi ngọt ngọt nha mọi người. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vào đây là một ít bột ngọt nữa nha. Rồi. Được một ít bột ngọt. 3 muỗng. Một ít bột ngọt. Ba chê của Quỳnh là mình cho có 3 muỗng bột ngọt cho một cái nồi này hả? Tổng cộng 8 lít nước mà ba chê với một ít bột ngọt có 3 muỗng là bánh la. Bánh la thì ớn rồi mọi người. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là huyết nha mọi người. Huyết heo cắt cây vuông vuông ra nha. Bỏ vô hết mọi lắm nó băng á mọi người, cho nên mình bỏ từ từ nha. Còn cái riêu cua này hồi sau mình không vớt ra là bởi vì chúng mình vớt cục mình ăn nó như là mọc đó mọi người, bỏ vô tô luôn thì như vậy nó sẽ thấm cái gia vị tình nhìn cái nồi quê hương riêu cua hơn. 12 triệu xứng đáng nha, 12 triệu xứng đáng nồi riêu cua nha mọi người. Thôi cái phần tiếp theo sẽ là mình cho là đậu hũ nha. Đó đậu hũ nổi lên bờ lên nữa là nhức nách rồi mọi người. Hết luôn, nó đẹp. Rồi tiếp theo cuối cùng là cà chua. Cuối cùng nó sẽ là cà chua, nhưng mà cà chua này mình sẽ cho vào từ từ nha, tại vì nó cũng nhanh mềm đó mọi người. Với lại có nhiều người trong gia đình của Nhân thì cũng không thích ăn chín lắm á, cho mình cho vài lát vô nha. Rồi bây giờ trước khi cái nồi này kết thúc sẽ quay một vòng cho mọi người xem là mình nêm nếm lại nha. Rồi ok quay một vòng mọi người. Trời ơi nhức nách vậy mọi người. Trời ơi Nhân ơi em có ghiền không em? Đây bây giờ mình nêm nếm lại nha. Thì cái vị thì nó cũng phải vừa vừa mình ăn nó mới nhức nách nha mọi người. Ngon rồi đó mọi người. Ngon. Thôi bây giờ múc ra tô nha. Ok. Ok. Cảm ơn chị Quỳnh nha, chị Quỳnh nhìn cái nồi đã hết sảy còn 7 rồi đó. Hết sảy còn 7 rồi đó nha. Ok rồi đó. Thơm quá Quỳnh ơi.
mặt lên. Mẹ ăn rau gì để cho Nhân bỏ cho mẹ cho dễ. Bỏ rau chuối. Chuối nè, bắp chuối nè, mẹ cũng bắp chuối luôn. Đây. Dạ. Chị đây. Bỏ thêm một ít nha. Rồi. Miếng salad. Miếng salad chị đợi mẹ đợi con tí nha, con bỏ cho mọi người. Rồi. Ok, rồi mẹ trộn lên đi. Rồi chị Quỳnh nè. Đây, cái này. Ừ, một ít thêm thôi, phải thương ít thêm thôi. Chuối. Ừ. À. Hấp dẫn mọi người, về đây được ăn rau muống với rau thơm. Trời ơi. Quỳnh ghê mọi người. Bắp chuối nha Quỳnh. Bắp chuối xíu nữa. Bắp chuối, bắp chuối. Trộn được không chị, trộn được không hay ở từ từ? Thôi bỏ từ từ thêm như đó. Trời ơi, cái con như cái núi mà. Nhưng mà rất là đặc biệt, rất là đặc biệt nha. Đặc sản. Đặc sản đặc biệt nha. Đừng quên nó. Dạ con. Nó bỏ luôn. Thôi được. Rồi mọi người ơi, một tô siêu to khổng lồ. Bây giờ thì không biết trộn như thế nào. Trộn như thế nào không biết luôn. Trộn như thế nào không biết luôn. Thì cái này thì mình có thể ăn rau sống hoặc là rau chín nha, nhưng mà Quỳnh cũng thích là ăn theo cái kiểu là rau nó hơi hơi tái tái, ăn nó mới ngon hơn nha mọi người. Ngon cả nhờ. Mà mọi người ăn chung với gia đình của Quỳnh với lại gia đình của Nhân nha mọi người. Dạ. Và bây giờ thì sẽ thử tới cái cục mà Nhân gọi là gì ta? Riêu. Riêu cua. Rau muống ngon. Cái cục riêu cua ngon mọi người. Nhức nắp luôn Nhân ơi. Ngon. Quỳnh ha. Rất là ngon Quỳnh. Tuyệt vời luôn á. Hết tuyệt vời luôn. Kêu bự quá. Nhưng mà mẹ ơi,
hôm nay múc cái tô cho mẹ hơi bự á, nhưng mà mẹ ăn mẹ cảm thấy ăn lưng đỉnh thôi nha. Tại vì mình còn phải ăn là cua với lại là bạch tuộc nữa nha. Mẹ ăn hết cái tô này mà mẹ no là mẹ để lại cái cua này là con buồn đó nha. Nha bác. Cái quan trọng á. Chủ yếu là quan trọng là cua. Dạ. Chủ yếu là cua. Dạ đúng rồi. Mẹ với bác á. Bác chắc là có ăn cua này rồi đúng không? Có bao giờ bác ăn chưa? Còn mẹ con là lần đầu mẹ. Mẹ lần đầu đúng không? Chưa, lần đầu tiên. Mẹ trả lời đi, mẹ trả lời mẹ ăn chưa? Mẹ ăn 2 lần rồi. Bác ăn 2 lần. Mẹ Nhân á là lần đầu nhìn thấy con nào bảo con này là con nhện nữa cả nhà. Kiểu đó không biết á. Chưa biết. Lần đầu tiên thấy á. Ngon cái nhà. Biết. Ngon nha. Ăn tôi muốn ở nhà gọi là chất lượng luôn á. Cả nhà chất lượng vị 5 sao. Bây giờ chị bán gì nè? Bây giờ em với chị mỗi người bẻ cái càng đi để cắt cho hai mẹ mình ăn trước đi. Dạ, cắt càng. Dạ, chờ em xíu nha. Em ăn khóc một đũa rồi. Đói quá. Cũng đói. Tao muốn muốn điêu nè mà được có trải nghiệm là cắt bút chuối cũng vui. Dạ. Thì cái chứ. Lần mà em nói thì chị đó nhiệt tình lắm luôn. Sáng qua còn nhắc là mẹ em nè. À, hôm qua con bà có qua xin cho tôi một cái bắp chuối, bà nhớ kêu con bà qua lấy nha. Trời ơi, kiểu là em biết là chị thích cái bắp chuối nó lâu lắm rồi. Em thấy chị thấy nghi nghĩa là em đi rồi. Xong rồi làm kiểu như bún riêu bún đồ nữa là em nghi nghi. Em qua em hỏi trước mà. Em qua hỏi trước rồi chị cho. Xong rồi lúc mà chị em dẫn chị ra là trong đầu em là bà đã thành công rồi. Xong rồi ra em hỏi thêm lần nữa là chị ok luôn, nhiệt tình lắm luôn á cả nhà. Mình ra chợ mình mua thì mua trả tiền cái một này thì dễ đấy mọi người. Nhưng mà mình để mình trải nghiệm được một cái mà mình chưa làm thì mình đâu phải lúc nào cũng có cơ hội đâu. Đúng rồi. Không thấy vui. Tại vì nhà quỷ thành phố mọi người mình cũng biết á. Nói chừng người đông đâu có chỗ ra trồng cây trồng hoa. Ngồi nói nãy giờ mà chưa cắt nữa nha. À, giờ em cắt ra chị nha. Được rồi, cắt chén chưa? Mẹ ăn đi mẹ, con cắt cho mẹ. Con cắt. Hai đứa con sẽ hôm nay sẽ phục vụ, sẽ phục vụ cho hai mẹ ăn nha. Từ em đến dép cho mẹ luôn nha. Mẹ ăn luôn nha. Dạ. Mẹ ăn. Mẹ ăn. Con phục vụ cho mẹ. Mẹ đẹp của con về. Bác. Mẹ yêu quý của con. Mẹ yêu quý. Hôm nay đây là ăn thưởng thức một con cua lần đầu tiên. Cua nào chị? Tiên. Đây là lần đầu tiên mẹ ăn con cua nè. Cua gì bà? Cua này cua gì? Cua gì? Cua hồng đế. Đúng rồi. Đây này, mày lấy cái tay. Rồi mẹ cầm cái tay, mẹ là cái tay mẹ đâu? Đó, mẹ cầm như thế này là mẹ ăn, rồi mẹ chấm này mẹ cầm vuông như thế này nha. Rồi đầu chén nước chấm mẹ đâu? Nước mắm mẹ đâu? Mẹ chấm vô mẹ ăn. Rồi mẹ cầm gì nè? Ôi, chị Quỳnh làm ra đẹp quá. Ôi chấm ơi, nhức nắng luôn. Dạ xin mời mọi người kìa. Xin mời mọi người nha. Trời ơi. Để trước khi mà Quỳnh với Dạ Nhân đem luộc con cua đế trong cái nước đó mọi người là phải chà rửa. Dạ sạch đó nha cả nhà. Nước này nó ngọt. Đúng rồi, đúng không? Nó ngọt. Ngon bác. Ngon quá, mẹ ăn thấy lạ đúng không? Tuyệt vời đúng không? Nó còn sống luôn mà cả nhà. Tươi luôn mà. Thiệt mẹ em là lần đầu tiên mới ăn á. Em nói chung là em với chồng em cũng vậy luôn. Chồng em nếu mà em không làm YouTube chắc em cũng không biết cái con cua hoàng đế nó làm sao. Tại đâu có dám bỏ tiền để mua. Con mất tiền. Mất tiền á nha. Nhưng mà làm cái nghề YouTube á là mình phải chi. Mình chi thì mình mới chi khoản. Mình chi thì mình mới lấy vô được. Nhưng cũng cố gắng ăn chi. Thì chi thì đến bây giờ thì cái vấn đề mà ăn uống thì vấn đề là không còn tiếc nữa. Kiểu là cái đó là bắt buộc là phải làm. Đó là như vậy. Cái càng đâu mà? Trời ơi, cái phần mà bỏ hết rồi hả? Thì có thấy mẹ không? Cắt bác. Cái phần này cũng phải. Để con cắt cho mẹ con á. Rồi cắt tiếp cho mẹ nha. Nhưng ơi, chị nghĩ á, mà để cho mẹ mình ăn cái càng không á, thì mẹ mình không biết thưởng ở trong cái trong á. Chút mẹ no á, ăn không nữa, cho nên ăn khoảng chừng cái càng nữa là thôi. Mình bắt mở luôn cho mẹ nhìn mình. Mẹ em với mẹ chị cùng ăn. Ok. Ok ha? Ok. Năm mọi để cho mẹ cá nhân cũng được nhìn thử bên trong cái con cua chứ để một chút nữa bác cũng ăn nổi bây giờ tại vì no cho nên ăn mọi thứ một chút nha mọi người, ăn mọi thứ một chút để cảm nhận cho bác cảm nhận nha. Ngồi đây nha mẹ, khi mọi người trẻ tục ăn được một thưởng thức một cái thôi. Ăn thưởng thức một cái thôi. Không, được rồi. Không, phải ăn nhiều chứ bác. Bác ăn. Ấy là mẹ em đang thích ăn bún riêu. Nhưng mà ăn này đây, mẹ thấy cái này kèn nha. Ui,
Đấy, tiếp tục ăn nha mẹ nha, mẹ phải ăn nha. Nhiều lắm nha. Ăn nhiều lắm nha. Ăn nhiều, mọi người cổ vũ mẹ kia. Mẹ ơi, bà ơi, bà cao thịt lượng ăn nhiều vào. Đây. Đó, mẹ ăn nhiều mọi người mới vui mà. Mọi người ăn tôi ăn cua hoàng đế nha mọi người. Mọi người tôi ăn cua hoàng đế. Mọi người tôi ăn cua hoàng đế nha. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Mẹ ăn đi. Ăn đi mọi người nha. À, mọi người rồi. Xin mời mọi người. Rồi. Ăn đi. Ôi ơi. Ơi. Sao mà sao lắm? Hấp dẫn. Ngon. Rồi. Quá hấp dẫn luôn. Thịt ngọt rồi. Thịt ngọt mà đúng rồi. Nhưng ơi bây giờ em chị cùng một cái càng đi Nhân. Đúng không? Càng là hai chị em mà. Ok luôn okay. Cắt chị. Ok. Ok chị cắt cho chị với em nha. Tại vì chị cũng đang thèm bún riêu nè. Ừ. Em chị ăn em ăn cái bún riêu được không? Thèm bún riêu quá. Đúng rồi. Nó khôn rồi mà. Chị nói chị thèm bún riêu. Biết không chị ăn bún riêu á chị thèm nhất là gì? Yeah. Chị thèm mắm tơ. Yeah, em cũng thèm, bây giờ em đang kiểu tới nhà ơi, bây giờ ai ăn ăn được cái gì ăn chứ giờ như thèm muốn riêu quá rồi. Bây chị cắt cho em. À. Chị ăn thôi, ăn đi chị cắt cho có sao không? Ừ. Ăn đi em đi chị cắt cho. Vậy thôi để em cắt không? Hôm nay là chiêu đãi em mà cho chị cắt cho em chút xíu thôi. Lấy cái đại này bác nè. Trời ơi, cả nhà ơi, cho cả nhà xem cái đại của nó chị Quỳnh. Trời quá đã. Trời quá xa đã luôn Quỳnh ơi, nhìn nè. Nó đâu? Wow. Wow, cả nhà nhìn nè cả nhà. Siêu ngon luôn, dở lên, dở lên, dở lên. Trời ơi, cả nhà nhìn thấy không? Mình nghiến nách luôn. Ôi ôi, cái gạch của nó kìa. Ngon xỉu luôn. Ôi ôi, tới công chuyện luôn. Tới công chuyện luôn. Đây bà Nhân. Ừ. Hồi nãy chị gửi cho em mà giờ nó bị xúc hết lum nè, hai mang đỡ đi. Trời ơi, nguyên cục gạch cho má em đi, cho má em mừng nó đi. Đây đâu, cái đây 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 con cỏ luôn mẹ em này. Bây giờ ăn thử chút xíu ăn cả nhà mẹ. Hả to này mẹ, hả to đây. Đúng rồi. Để mà ăn thử đi, con gạch sao? Ngon. Để mừng. Nè Nhân. Dạ. Ok, em cảm ơn chị yêu. Đây, 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 hút, okay. Hút, 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 rồi. Ok. Rồi, ăn đi mà. Nhức nách chưa? Quá nhức nách luôn. Hết sảy còn 7. Ngon. Ngon quá cả nhà. Thịt nó ngon. 1-9-1-10 với bên Nhật luôn á. Chả mua được con tươi. Hôm nay là lần đầu tiên mình cũng mua được một con cua hoàng đế tươi tại Việt Nam nha mọi người. Mà ngoài nha trang này đồ hải sản có miệng tươi thiệt. Tươi. Mà mày chỉ thấy giá cả sao? Giá thì mềm hơn nha. Mềm hơn à? Quỳnh ơi. Ừ. Đây. Em mời chị. Cái này con này thịt chắc không? Mày ăn đi mà. Ăn rồi. Bác ăn nữa con gỡ cỡ gỡ lại nha. Ôi ơi ăn gì ăn uống riêu nè. Uống riêu là ngon à. Uống riêu ngon. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc là Quỳnh với Nhân mua con cua này tại Việt Nam là bao nhiêu ký mà người? Nhiêu ký nha? 2.550.000 cho 1 kg cua hoàng đế thì một con thì trung bình nó nặng từ 3 kg nha Nhân. Con bé có con 2 kg mà nhỏ, nhỏ xíu mà. Ừ. Chứ miếng mặt nó mới đẹp. Ý lại là một phần là ba một con 2 kg thì sợ hơn. Hai bác á, mẹ Nhân với là bác là Nhân với chị Quỳnh ăn đủ. Là mất luôn còn 3 kg. Tính ra mua lên cây điện kỉnh này kia, tính ra ở Nha Trang em á mua nhiều cái nó rẻ á chị. Cũng đỡ tiền á, nhiều cái rẻ lắm á nha. Cái vị mà mình ăn cái này ăn có cua hoàng đế vô, cái vị nước lèo nó thơm ha, nó ngọt ha. Ngọt ghê cái nhân. Ngọt ra. Mẹ ăn thử bạch tuộc của ngoài Nha Trang mà. Ngon. Ngon rồi. Có cha mà. Ngon hả? Ngon. Nhức nách rồi. Ăn mà gọi là tới công chuyện luôn Quỳnh. Đúng là ngon. Ăn hải sản chỗ nặng bụng nha. Nó nặng bụng đúng không chị Bình? Tại chị biết sao? Kiểu là bất tiếng nó ngon nặng bụng lắm mà. Nhiều bác ăn sẽ bất tụng nha Trang. Đỏ giòn đụng mà. Giòn à? Giòn à Quỳnh. Mà rẻ kinh khủng khiếp đó nha. Có 170.000 ký à. Trời ơi rẻ dễ hết trời. Đúng không mà Nha Trang mọi người. Đồ hải sản nó tươi mà rẻ ghê luôn ha. Gần biển không? Gần biển đó bác.
Mới vậy bây giờ bà Nhân mới cứ gồm mới kêu mình dọn ở đây ở luôn đi Quỳnh. Mình mà mướn nhà theo giờ không có nhà nào gần nhà em ở thì Quỳnh ăn chó đã. Nhân với chị Quỳnh á, tính tình cũng hợp luôn nhau. Rồi cả nhà Nhân phải bỏ thêm một mớ rau nữa cả nhà. Ăn kiểu nó ngon á, thấm tình gia vị. Mẹ ai? Mẹ nói à? Thôi. Xin mọi người cho nua rồi nha. Không có ăn rắn rồi. Không rắn mẹ Nhân là mẹ là yếu. Mẹ Nhân yếu quá nên ăn được nhiều. Bao nhiêu đâu. Dạ. Nhưng mà cho vui thôi. Dạ. Dạ không sao. Cho tôi mấy cọng slack. Trời ơi, em vừa mới trộn thêm mớ rau của Quỳnh. Ngon hả? Ừ, ngon. Mẹ giờ ăn salad thôi ạ? Ăn salad, mẹ ăn salad chấm mắm luôn chị cả nhà. Rau. Mẹ Nhân thích ha. Ngồi với loại người vui. Thôi là riêng tô thì cuối cùng mẹ Nhân không ăn được. Thôi ăn hơi sức rồi em ăn có sao đâu. Ý là mẹ không ăn được á. Ừ, ăn hơi sức thôi. Chứ mình lúc nào cũng ăn khô tạm. Là tô khao chậu thôi. Gà quốc viên con. Toàn chơi con không chơi như không chơi chặt. Nhìn má em cũng ớn lạ. Mà em mà theo con là mình cũng ớn nữa mà. Có sợ không? Có sợ không? Mới có mấy ngày mà người mình về chưa được tháng mà bây giờ mẹ Quỳnh kêu tôi ớn rồi đó. Ớn nha. Mẹ Nhân ớn. Mẹ Nhân có thấy nhà quay YouTube á. Kiểu như ăn uống như thế nào. Rồi kiểu là ngày nào cũng quay rồi. Mẹ Nhân á thì Nhân với chị Quỳnh quay á là sẽ mỗi ngày chị sẽ hỏi ý kiến của hai bác ăn cái gì. Ví dụ như ngày trước á thì Nhân với chị Quỳnh sẽ hỏi ý kiến nhau muốn ăn cái gì, còn nay hỏi ai kiến hai bác muốn ăn cái gì thì Nhân với chị Quỳnh sẽ làm theo yêu cầu. Nhưng mà á thì nhiều khi á thường mình mua ít á thì mình nhìn thấy nó ngon. Chứ mua nhiều quá bắt đầu mình nhìn thấy mình sợ mình ớn. Nhưng mà trên bàn ăn mà nó ít quá thì nhìn nó dạng như nó giống một bữa ăn gia đình thì nhìn nó không có hay á cả nhà. Thì mua nhiều, nhưng mà cả nhà không phải là mua nhiều ăn không hết rồi đổ cả nhà nói này kia không có. Thì thông thường ăn xong là thông thường á như vậy nè. Mọi người cứ yên tâm, hàng xóm nhà Quỳnh hướng sái á. Nó đơn giản vậy thôi. Mấy cháu Nhân á thì nó ăn hoặc là để đến đêm là bắt đầu là ăn hết, là ăn trường cử hay một mỗi người tô lên hết luôn. Là hết luôn mà thôi. Hết luôn á cả nhà. Không có nhiều đâu. Không có nhiều. Ăn nhiều nhớ rồi. Dạ. Ăn nhiều. Thấy nấu nồi gì chứ mọi người biết mình Quỳnh cũng múc ra tô ăn nè. Và cũng đem bưng cho hàng xóm nha mọi người. Nấu để cho cái nồi nó đẹp thôi. Nhưng nói chung là cái công việc này là bắt buộc. Đó là bắt buộc. Tính là ngày 28 Tết rồi. Nghĩ buồn cười bà Nhân à. Sao thấy Quỳnh quá bận. Trời ơi. Mới nói Quỳnh á. Quỳnh mai 29 quay video nữa không? Mùng 1 đó Quỳnh. làm không nghỉ người tốt nhất chị mời. Công nhận là về đây á cả nhà chưa có năm nào mà như năm nay là Nhân chưa có thông thường á là em sẽ nấu tất niên cúng có cúng nào về xong là em sẽ làm móng tay chân tới tết cho em 25 là em mới cúng rồi. Năm nay trễ nha mà đến bây giờ móng tay của tôi làm chưa làm gì mà được nối cặp mi mà 5 giờ sáng nối nữa cả nhà. 5 giờ sáng hai chị em là có nghĩa là một người mất nhắm mất mở nữa mà vô bạn cái em bé nó vô nối mi. Nói chung là cái công việc á kiểu như là mình chạy theo cái nghề YouTube này nè là mình phải theo nó kiểu như là phải ra video chứ không ra video một ngày hai ngày là bắt đầu mình thấy cái công việc của mình là mình kiểu như mình không có cái trách nhiệm hoặc là tiền không nó giảm hoặc là cái lượng xem nó cũng giảm hẳn luôn. Lượng xem giảm hẳn á mà với lại thường thường làm cái nghề này là người ta mọi người coi video á là mọi người làm. Cũng coi đúng từng giờ nhưng hôm nay không biết là bà Quỳnh ăn cái gì, bà Nhân ăn cái gì, làm cái gì quý gì cho mọi người xem giải trí để biết thêm hơn về quê của Quỳnh hoặc là quê của Nhân hoặc là gia đình Quỳnh hoặc là gia đình Nhân đúng không ạ? Ăn cục riêu. Mẹ giờ lại là ăn lại rồi chị. Mọi người mệt à. Ăn cục riêu nè. Bởi vì Nhân mới Nhân có nhiều người bước vô ngành YouTube nó làm thì stress lắm, nhiều lắm em. Không biết sau này em với chị có vượt qua được không? Nói chung là em không biết có được hay không, nhưng mà thấy trước mắt là em thấy nó hơi bị stress là bởi sao mình phải chạy cho nó. Thế mình không chạy cho nó cũng không sao hết trơn á, mình muốn thì mình làm thôi, nhưng mà nếu mà không làm thì view á nó tụt hẳn luôn, nên là mình cái đó cố gắng cái nỗ lực của mình luôn cả nhà.
trách nhiệm. Mọi người, tôi xin mọi người nghỉ. Mệt quá rồi. Không sao đâu bác ngừng đi bác. Không sao đâu. Bác nữa à? Xin phép. Không. Bác nữa không? No rồi. Mẹ cũng no, mẹ thấy là bác này ra cái mẹ cái to thì bự quá, lộ. Được rồi. Hai đứa video cũng dài lắm mà. Dạ. Mà mẹ cũng nhân thì à. Thôi ạ. Hay à, mọi người ơi. À, sau khi mà mẹ nhân ra thì mẹ Quỳnh cũng no rồi, mẹ Quỳnh cũng muốn đi theo án nữa, muốn đi theo rồi đó mọi người, muốn đi theo ra luôn. Cho nên này cái video nó cũng dài rồi, cho nên Quỳnh sẽ kết cái video lại tại đây luôn nha mọi người. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như là ủng hộ cái kênh YouTube của Nhân và hai trang fanpage. À, cũng như là hai cái trang TikTok của cả hai luôn nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Ngày vào lần sau. Bye bye.